em, anh em. Anh hả nhờ? Ừ. Đồng ngộ. Trong ủy ban có gì đấy? Hả? Đánh nhau. Nhìn thấy không? Công an đứng ở đây đây. Ấy. Vào ủy ban đi. Hay là mình sang ủy ban quay nhỉ? Không nóng như ở trong. Ủy ban rộng thế kia đủ cho tất cả người ở ngoài. Sắp choáng nhau rồi. Yeah, that's how we...